41, Hòa Thượng Giảng tháng riêng năm 1983. Trước đây có người phê bình rằng dùng 5 lớp quần áo để ví với ngũ quần là thiếu hợp lý vì bát nhã tâm kinh nói Bồ Tát quán tự tại quán chiếu 5 quần và thấy nó đều không nên Ngài vượt qua tất cả các khổ nạn. Nếu ngũ uẩn giống như năm lớp quần áo, thì khi quần áo được cởi ra rồi, con người sẽ bị trần chuồng vậy nên thầy quả chu nhận xét ví dụ này dễ khiến cho người ta sinh khỏi vọng tưởng đúng thực là như vậy Trước khi năm uẩn được tiêu dung, người ta vẫn còn bị bao phủ bởi năm lớp quần áo, và con người không có nhiều vọng tưởng như thế. Một khi vọng tưởng bị phá trừ và người ta trở thành trần chuồng, cho nên pháp so sánh này có một chút vấn đề nhỏ, sợ rằng nó khiến cho người ta khởi lên vọng tưởng. Trong trường hợp này, thầy giải thích như thế nào? Năm lớp quần áo là thứ hữu hình trong khi ngũ uẩn là vô hình hữu hình hoàn toàn khác với vô hình ngũ uẩn là một loại âm khí và nó cũng có thể biến thành dương khí ma âm cũng có thể trở thành ma dương nó hoàn toàn phụ thuộc vào quý vị có biết cách vận hành nó hay không nếu biết thì quý vị không bị nó chuyển, đó là trường hợp không đến nỗi xấu. Nhưng nếu quý vị ham muốn thần thông, tham cảnh giới thủ thắng, tham lợi, thì bị nó sai xử. Ngũ ấm cũng được gọi là ngũ uẩn. Ngũ ấm là năm loại âm khí, vì ngũ ấm mà ông mới bị ma gá, dương khí làm cho một người có thể tu tập trở thành Bồ Tát. Tuy nhiên vấn đề chính là đừng nên chấp trước, khi không chấp trước thì trung nhật xuyên y, vị xuyên nhất lũ, xa trung, nhật ngật phạn, vị ngật nhất lạc mễ nghĩa là suốt ngày mặc áo mà chẳng dính một sợi vải ăn cơm suốt ngày mà chẳng dính một hạt gạo ông không dính mắc gì cho dù ông có mặc áo quần hay không những người tu hành chân chính không dính mắc với những chuyện như thế chẳng có gì quan trọng À, ví dụ cởi 5 lớp áo bởi vì quý vị sẽ làm gì khi không mặc gì hết. Đây đơn giản chỉ là ví dụ vì tôi lo rằng quý vị sẽ không hiểu được khi nghe giảng kinh kỳ thực ngũ ấm căn bản chỉ là một lượng khí tác quái mà thôi khí này có thể tránh có thể tà tà khí gọi là âm khí tránh khí gọi là dương khí nếu các ông không biết cách sử dụng nó thì nó trở thành ma âm nếu ông biết cách chuyển hóa nó thì nó thành ma dương vào lúc này ông đừng nên nghĩ đến cả hai chuyện tốt và xấu, đừng ham muốn cảnh giới tốt đẹp và sợ cảnh xấu. khi gặp một cảnh giới nào đó chỉ xử sự, sự như thả nó không hiện hữu, đừng vướng mắc với nó. tôi hiểu quả chu không muốn cởi năm lớp áo ra vì anh ta cảm thấy xấu hổ khi làm vậy, nên hôm nay tôi đưa đề tài này ra thảo luận.